kính chào bạn đọc của chương trình Luật và Cuộc sống của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc Trần Văn Quân ở Đồng Nai có gửi thư về báo hỏi về thời hạn tạm giam để điều tra. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ luật sư Đào Thị Bích Liên, văn phòng luật sư Hà Hải và Cộng sự để được luật sư tư vấn về vấn đề trên. Xin chào luật sư Bích Liên. Chào Tú Quyên, chào bạn đọc chương trình Luật và Cuộc sống của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, bạn đọc Trần Văn Quân ở Đồng Nai có thắc mắc như sau: con tôi bị bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Tôi đến công an hỏi thăm thì được kêu là về nhà chờ điều tra xong, thì như vậy có đúng không luật sư? Trong trường hợp con bạn hỏi thì cái trường hợp này thì hiện tại là con bạn đang bị cơ quan điều tra tạm giam và khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Thì trong thời gian này thì bạn phải chờ khi cơ quan điều tra kết thúc hồ sơ vụ án và chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát, thì lúc ấy bạn mới làm thủ tục đi thăm con bạn. Theo giải thích của luật sư thì cái thời gian chờ đợi để kết thúc điều tra thì khoảng bao lâu thưa luật sư? Trong cái trường hợp này thì tùy theo cái tính chất mức độ của vụ án thì cái thời hạn tạm giam được quy định cụ thể như sau. Thì trong trường hợp thì đối với tội mà ít nghiêm trọng thì thời hạn tạm giam thì là không quá 2 tháng. Thì đối với trường hợp mà nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng khác thì là cái thời hạn tạm giam có thể là mình dao động trong tùy cái trường hợp mà vụ án khác nhau, có thể là 3 tháng và có thể là 4 tháng. Thì nói chung thì ngoài ra thì là có những cái vụ án thì có thể là thời hạn mà gia hạn tạm giam có thể gia hạn tạm giam thêm, thì chậm nhất là 10 ngày thì cơ quan điều tra có thể là gửi văn bản lên viện kiểm sát để đề nghị là bên viện kiểm sát gia hạn điều tra thêm. Thì thời hạn điều tra gia hạn tạm giam thì có thể là mình cũng linh động, mình cũng, thì đối với tội phạm ít nghiêm trọng á, thì là có thể được gia hạn điều tra là một lần là không quá 2 tháng. Đối với tội phạm nghiêm trọng thì có thể gia hạn điều tra là 2 lần. Lần thứ nhất là không quá 3 tháng và lần thứ hai là không quá 2 tháng. Đối tội phạm rất nghiêm trọng thì có thể gia hạn làm điều tra làm 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Và đối với tội đặc biệt nghiêm trọng thì có thể được gia hạn điều tra 3 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Cứ theo điều 121 của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì là về cái thời hạn điều tra bổ sung thì điều tra lại thì có thể là thời hạn điều tra có thể là không quá 2 tháng. Đối với tội là ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, rồi không quá 3 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến kết thúc điều tra. Thì như vậy là trong một cái vụ án hình sự thông thường thì cái thời gian mà điều tra có thể mình dao động từ 4 tháng đến 8 tháng. Vậy nếu trường hợp mà gia đình của người đó mời luật sư thì luật sư có được vô trại thăm cái người con của anh Quân hay không? Hay là phải chờ đến lúc ra tòa mới được gặp thưa luật sư? Trường hợp bạn hỏi thì sau khi mà bạn có thể đến văn phòng để mà yêu cầu một luật sư bào chữa cho con của bạn, thì khi mà luật sư làm các thủ tục cần thiết thì luật sư sẽ đến trại tạm giam để là yêu cầu nộp những cái giấy tờ liên quan đến cơ quan điều tra. Thì sau khi mà căn cứ theo khoản 2 điều 58 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì sau khi mà cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư thì lúc đấy luật sư sẽ là làm những thủ tục để mà thăm gặp con bạn, thì không cần phải là chờ tới lúc ra tòa xét xử mới gặp con bạn được. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình.